tồn và giữ gìn tôn vinh các loại hình âm nhạc truyền thống, giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan nhất về các loại hình nghệ thuật dân gian. Xuất phát từ ý tưởng đó, ngày hôm nay, nghệ sĩ Tịnh Hải kết hợp với các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ cùng công ty tổ chức sự kiện Tham Sa, đồng tổ chức chương trình đêm nhạc dân gian. Với các loại hình nghệ thuật đặc sắc như hát sầm, hát quan họ, hát văn, hát ca trù, hát chèo và diễn sướng hầu đồng. Thank you.
Thank you.
chứ anh tư ơi xinh như sao mà sao thiếu hồ thiếu nên gì á ư ơi ư dưới giờ mấy kẻ biết ra chỉ có một nghèo mà thôi trong sống thì người đã chưa bỏ ngoài năm thành chỉ có bắc liên yêu nhau trở lại sinh tiền nhìn trên quan họ có tin mới được thank you.
em cũng mơ khi ngày còn dùng cho em kém tròn dài hơn. Thank you.
xa đường xa tình quyết bay
chị Lan về.
sầu. Có đám đưa đầu mai làng, có đám đưa đầu tờ đàn anh thả. Tìm đầu em tàn với tiếng tình, tiếng bách đò đà. Tiếng bách con tàn, tiếng tình, tiếng bách con tàn. Đưa đầu em lại lấy tình tàn, cái bước chân em chỉ cần cô tấm này em. Câu tấm này em chỉ cần, câu tấm này em tiễn em thong thả về bên nhà chồng, mới đưa đầu qua miếu qua đồng cho luôn gió thổi hồng đầy nóng đầy mặt trời xoay tròn một ngày. Phải chọn một ngày mặt trời, phải chọn một ngày đang đêm rồi cũng đứng đây vì tình đưa đầu qua nếu qua thì. Chiều hôm mơ con bò, tiếng cánh trầm thơ.
rộn ràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đầy giữa cả đèo chân ý chiều mỏi mòn dài dằng thời cũ vẫn nuôi con.
chưa có chồng
cái gì nhiều trước ngực cô nàng mày ơi quản tẻ ai cặp bắn giày vừa trắng vừa xinh nhát thì quay qua anh ngọt thấy đó tình
được nó vì ta tranh treo leo cái dòng sông thương nước cứ chảy trong veo. Bắt lại cái chúng con.